Tìm mình à? Looking for me. Wow, có vẻ như bạn ấy có một vài thắc mắc. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng giải đáp thắc mắc của bạn nữa nhé. Đầu tiên, tại sao mình lại mặc bộ này ra đường thế? Bởi vì mình thích các bạn ạ. Và điều thứ hai là tại sao mình lại được cho phép mặc như thế này ra đường? Và khoan, tại sao mình lại phải xin phép nhỉ? Cái người chở mình trong video có thể là chồng mình, có thể là người yêu mình, có thể là bạn mình. Nhưng dù ở trong cái vị trí nào thì họ cũng không có quyền được kiểm soát mình. Và mình cũng có rất là nhiều thắc mắc muốn hỏi lại bạn và mọi người đây nhé. Tại sao mình làm video giải thích về lựa chọn trang phục của mình trong khi điều đấy không hề ảnh hưởng đến tính mạng hay là gia tài của bạn? Thứ hai, ai bảo bạn là đàn ông có quyền được kiểm soát phụ nữ? Và cái thứ ba, bạn có biết rằng việc bạn sử dụng hình của mình, quay lén mình, đăng lên mạng xã hội, bịa đặt, bôi nhọ lên nhân phẩm, danh dự của mình là vi phạm pháp luật không? Và bạn quay vua, bạn quay đường phố thôi à? Thế mà sao bạn báo theo mình cả một con đường xã đàn thế? Bạn bảo bạn đi phượt ở đâu cơ? Ở đường xã đàn Hà Nội á? À? Nội thành Hà Nội á? À? Bạn đặt tên sai cho hành động rồi đấy nhé. Khoản 1 điều 32 Bộ luật dân sự 2015, việc sử dụng hình của cá nhân phải được người đó đồng ý. Điều 592 Bộ luật dân sự năm 2015, hành vi đăng ảnh người khác lên mạng xã hội có thể phải bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Wow. Hình như là bạn đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi đúng không? Và nếu như bạn không muốn mọi chuyện đi quá xa ấy, thì tốt nhất là bạn hãy có một video xin lỗi mình một cách tử tế, chân thành. Và tiếp theo là phải có cam kết không bao giờ được phép quay lén video người khác rồi đăng lên mạng xã hội với cái mục đích bôi nhọ, chế giễu người ta nữa, đặc biệt là các bạn nữ. In conclusion, không ai sống hộ mình được cả. Thế nên mình nghĩ tốt nhất bạn hãy tập trung vào việc phát triển bản thân thay vì là suốt ngày đi gièm pha, soi mói người khác như thế. Và trong lúc chồng đấy làm video xin lỗi thì các bạn nam và các bạn nữ ơi, đời ngắn lắm, mình muốn mặc gì ấy, thì mình mặc đi nha. Wear that honey, XOXO. Bye. Đã gọi điện và nói chuyện với người quay lén mình. Mình đã phải giải thích hết lòng để em ấy hiểu là hậu quả của hành động quay video vu vơ rồi up chơi chơi lên mạng của em ấy đã có hậu quả kinh khủng như thế nào đối với mình. Người ngoài họ xem cái video đấy, họ đâu có biết mình là ai đâu. Họ nói này nói kia, họ gọi mình là con này con nọ. Gia đình mình đọc được, gia đình mình nhìn thấy video đấy, họ hiểu lầm mình. Gia đình mình luôn lục đục từ cái hôm mà video đấy được đăng tải. Và thậm chí là trong tối nay, chỉ vài tiếng trước thôi, mình có thể tạm dừng cái mối quan hệ tình cảm mình đang có vì mình không muốn làm liên lụy đến người ta. Vậy mà vẫn có người bảo là mình dàn xếp tất cả những chuyện này để mình nổi tiếng à? Mọi người bảo là mình ăn mặc như thế thì ảnh hưởng à? Ảnh hưởng đến chính xác là cái gì? Hay là từ cái hôm đấy đến bây giờ chỉ có mình là người phải chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác, mặc dù mình không hề phạm pháp, tất cả chỉ một cái áo thôi. Tuy nhiên, thuần phong mỹ tục Việt Nam người ta có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại cả. Thì Sơn, em quay lén chị, em sai. Nhưng mà nếu em đã hiểu được điều đấy rồi, là em sai và có hậu quả lớn như thế nào, thì hãy đứng về phía chị. Hãy có một video thật là thành khẩn, thật là chân thành. Chị không cần tiền bồi thường. Cái chị cần là trả lại công bằng cho cái thanh danh của chị. Bởi vì sau lời xin lỗi đấy thì chị vẫn còn rất nhiều thứ phải làm để hàn gắn lại những cái mối quan hệ mà chị có trong cuộc đời. Nhưng mà mình xin khẳng định, mình sẽ không thay đổi cá tính ăn mặc của mình. Mình là nạn nhân, mình không sai. Và cái người sai thì mới là người cần sửa đổi. Và mình cũng rất là cảm ơn mọi người vì quãng thời gian qua, mọi người đã truyền lửa cho mình, mọi người đã giúp mình đứng lên, mọi người là hy vọng của mình. Cái chuyện này rồi cũng sẽ lắng qua thôi, như mọi chuyện khác ở trên mạng xã hội. Thế nhưng mà mình mong là giá trị của nó vẫn còn đọng lại. Chúng ta cùng cố gắng để xây dựng một xã hội văn minh và an toàn hơn nhé. Sau này mình có con, mình không muốn phải bảo nó là ra đường con phải mặc kín vào để bảo vệ bản thân đâu. Hôm nay đến đây thôi nhé. Không có người hẳn nghĩ là mình dàn xếp mọi việc. Đời ngắn lắm. Mặc cái áo đấy đi. XOXO. Chào các bạn, không biết các bạn đã coi video của cái chị này chưa? Nếu chưa thì các bạn nên coi để hiểu nội dung của cái video này nhé.
Mình đã từng sinh sống ở nhiều nước rồi và có nhiều bạn nói với mình rằng là ăn mặc ở Việt Nam không có thoải mái. Và mình phải công nhận rằng đó là một sự thật. Tại sao mình lại nói như thế? Vô coi video và đọc bình luận của chị đó là các bạn sẽ biết. Không có ai rảnh mà tự nhiên đi nói rằng là tại sao Việt Nam ăn mặc lại không được thoải mái. Chính cái video và các bình luận đã nói lên tất cả. Và trong video này mình sẽ lấy những bình luận khó hiểu của cái video đó ra để nói. Bị soi mói về ăn mặc, cái chuyện nó luôn luôn xảy ra. Ai cũng có cái miệng, ai cũng có thể nói. Và cái chuyện này thì không ai bao giờ cản được. Nhưng mà những hành động như thế thì có đáng làm, đáng nói không? Làm xong bạn có cảm thấy hạnh phúc hơn và vui vẻ hơn không? Họ tự tin ăn mặc, cảm thấy vui vẻ thoải mái thì người ta muốn làm gì thì làm, cái đó là quyền của họ. Còn quay video đăng lên mạng xã hội, cái đó là đụng chạm tới quyền cá nhân của người khác. Rồi làm vậy để làm cái gì? Được cái gì? Bình luận đầu tiên. Ăn mặc kín đáo hay không từ khi nào đã thành một cái sự tôn trọng đối với đàn ông? Là sao mà thật sự không hiểu? Từ khi nào cái cách ăn mặc của người khác đã ảnh hưởng tới mấy bạn? Những người nói ra những lời như vậy á, là thường họ rất là tự ti về bản thân. Sao? Bạn gái bạn đẹp, ăn mặc tự tin. Là bạn sợ bị người khác giành mất sao? Và từ khi nào ăn mặc hở hang lại là một sự thiếu tôn trọng đối với người đàn ông của mình và những người nhìn thế? Người ta ăn mặc tự tin thoải mái thì bị nói là thiếu tôn trọng. Có bạn trai xong thì mất hết quyền ăn mặc thì thà không có. Nói gì nói chứ người mà thật sự thiếu tôn trọng á, là người nhìn vào và bàn tán một cách vô duyên. Đừng có bao giờ kêu người khác ăn mặc theo cách của bạn muốn. Không có ai có quyền và cũng không có ai có thể đòi hỏi những gì họ mặc trên cái cơ thể của họ. Rồi còn đây nữa. Con gái nhà người ta đẹp thì gia đình người ta luôn luôn tự hào chứ sao nữa hả bạn? Thà ngồi đây chấm điểm cho người khác hay là bạn đi làm đẹp đi. Thay đổi cách ăn mặc một chút đi thì may ra còn có người thích bạn. Còn nhiều người comment trong cái video chị đó nói là chị đó ăn mặc phản cảm thì mình tôn trọng cái đó là ý kiến của bạn. Nhưng mà trong tình huống này người sai đáng lẽ phải là người quay phim chứ. Người này đã đụng chạm tới quyền cá nhân của chị ấy, nhưng mà trong bình luận hình như chỉ quan tâm tới cái cách ăn mặc. Rồi cái đúng đắn quyền lợi của một con người thì không quan tâm. Cái nhận định của bạn trong cái cách ăn mặc của chị này thì bỏ qua một bên. Mà trong trường hợp này ai đúng ai sai thì rõ ràng cái người quay là cái người sai. Rồi mấy cái bình luận như vậy nè. Mấy mẹ đang biết mấy mẹ đang nói cái gì không? Người ta muốn kiện hay không thì kệ người ta. Nhưng quay lại rồi đăng lên mạng xã hội không đúng là không đúng. Bạn thử bỏ bạn vô cái hoàn cảnh của người khác coi. Tóm lại rằng là một người đàng hoàng sẽ biết rằng là cái phép lịch sự tối thiểu của một con người là không nên đi bàn tán cái cách ăn mặc của người khác. Lịch sự thì không nên bàn tán chê bai soi mói khinh thường, chấm hết. Cái này chỉ đơn giản là common sense. Tìm mình à? Looking for me? 2022 rồi. Các tình yêu có thể giải thích cho mình là có vấn đề gì với cái áo này không nhỉ? Áo ở lưng thôi mà. Tấm lưng của một người phụ nữ ấy, không bao giờ là một điều phản cảm cả. Điều duy nhất phản cảm là những gì xuất hiện trong đầu bạn khi bạn nhìn thấy tấm lưng của một người phụ nữ mà thôi. Mọi người biết những bạn nam như trường hợp này cần cái gì không? Cần được ngắm cơ thể phụ nữ nhiều hơn. Ngắm nhiều cho bớt phản cảm nha. Quen dần đi. Mình tin là càng ngày thì phụ nữ sẽ càng cảm thấy tự do hơn và mặc bất cứ cái gì mà họ thấy thoải mái và đẹp và tự tin. Có thể sẽ là hở hơn cả cái áo này nữa. Cho nên tốt nhất là hãy cùng nhau hướng đến tương lai. Say bye bye to hệ tư tưởng phong kiến. Ok.